Dạ xin chào cả nhà, chị Ni tới nhà rồi. Cho cho mi vô cá Du ơi. Mình tí sắp tới rồi. Tại vì là ăn miễn phí luôn à? Ăn đi. Ủa, có đem đi được không? Được. Mà ăn mà đem đi được cái nha. Cứ ăn thoải mái đó, ăn đi. Giờ tôi ăn, giờ quay, giờ sao tôi ăn thì chờ. Đó, chị Nê bán ghế ở đây ăn vô rộng nè chị. Hả? Bán ghế ở đây cho rộng. Mới 1 phút 30. Ý là 8 phút mới có 1 tỷ. Đúng rồi chị. Hiểu, hiểu, hiểu. Đi tôi biết là 8 phút hả? Hiểu, đi đứng này đi. Thương chị Nê ghê. Mấy phút chị? 8 phút. Nếu tốt thì chị cho em 1 phút luôn. Có 2 phút rồi đi ơi. Nó có 2 vấn đề. Nếu mà chị xuất hiện trong clip của tụi em á, thì cái người ghét chị á, họ sẽ nói là chị muốn nổi tiếng. Còn cái người thương chị, họ sẽ hiểu nỗi lòng của chị. Chứ chị học để chị nổi tiếng mà được cái sự thiệt của chị để giúp cho tụi em, chị vẫn sẽ cố lại luôn á. Ok không? Ok. Chị đi máy rảnh luôn. Ai nói gì nói kệ. Đây em nhớ hôm bữa tóc chị màu vàng mà vậy. Nhộm. Em biết sao không? Bên kia ham dọa quá. Một đêm chị suy nghĩ trắng tóc. Cái dồ ghê. Nó đen lại. Ghê ạ. Có nghĩa là thân sâu bạch phát. Có màu cho thời gian. Bạch phát cô tử gì đó. Gì đó. Bạch phát ma nữ. Cô cô. Bạch phát ma nữ. Thân sâu bạch phát. Thân sâu. Thân sâu. Thân sâu. Thân sâu. Thân sâu. Điện tâm. Khi mà tâm mình nó bất an rồi thì tóc nó sẽ bạc. Để đi cái máy chị cho nó coi nè. Hôm qua em thấy chị đang xuống dưới Bình Dương hát lô tô hả chị đây? Kêu lô tô à? Chị có kêu lô tô. Có tiền bé gì nên đăng thiệt đúng không? Chưa chị, mới có 2 phút rồi chị. Vậy chị dạy bên trong ảnh vậy? Đầu lắc cây. Anh Nam. Gì vậy? Alex you play the best hả? Gì vậy? Mấy đứa nó kêu không phải thằng Sam. Đây. Ai đây? Hả? You see everybody on story. Follow me. Nè. Phải anh Sam không? Đó đó. Hả? Đó đó. Phải không? Ôi. Cái tiếng của nó trên Facebook mà chị đâu có sợ đâu. Hả? Kêu ông ngồi đứng đứng nha chị. What you want to talk with them? Đừng có talk. Hả? Every shower, so they call you là. You shower. You know naked now, right? Just above. What you going to talk? You talk with them, you know this person on Facebook. Now I am okay, no fighting all. I come there also want to see her. And they brought the information for Facebook. Who asked you to do it? Đó nó kêu đâu phải tiếng sang sang chị gọi video cho tụi em coi sẵn tiền cho tụi em thấy luôn đó. Chị đi đâu nói láo đâu và chị đi sợ. Thấy chưa? Tiếng Anh quá chị đi. Nãy chị dịch lại tiếng Việt được không chị? Translate in Vietnam. Translate.
Tụi em không biết hả? Lo dịch tiếng Việt nha. Tụi em không nghe. Biết được những người biết tiếng Anh mà sẽ chỉ đi đó nãy nghe. Tiếng tiếng nghe, nghe được vài tiếng, nghe được vài lon dịch cho chị Lan dịch chị. Chị Lan dịch tiếng Anh đi chị. Lo dịch. Trời mẹ. Mất bực này. Anh cháy. Anh cháy. Dịch của lon. Cháy mới là cơm cháy này kia đó. Lon dịch tiếng Việt rồi đó. Chị đi ơi, nghe đồ là chị biết 10 thứ tiếng đúng không chị? 6. Là tiếng Anh này, tiếng Việt này. Thủy ơi, nghe đồ Thủy. Tiếng Úc là tiếng Anh. Yeah. Tiếng Việt là em tính một rồi. Yeah. Tiếng Việt đúng không? Yeah. Tiếng Anh. Tiếng Cả. Tiếng Hoa. Đúng. Tiếng Pháp. Tiếng Đan Mạch. Tiếng Đan Mạch. Không biết tiếng Đan Mạch không? Chị này biết tiếng Pháp nữa hả? Tiếng Pháp à? Tiếng Pháp à? Anh yêu em nói sao chị? Bonjour. Bonjour là xin chào. Bonjour là xin chào. Tiếng Hàn. Mọi thứ biết một chút tiếng Thái. Rồi xong. Rồi cảm ơn tiếng Pháp. Cảm ơn là gì chị Ni? Cái nào? Tiếng Pháp á. Tiếng Pháp hả? Tiếng Pháp cảm ơn biết anh Nguyên không ạ? Trời. Anh yêu sạc. Anh bỏ anh nghe nói gì. Em yêu sạc. Tiếng Pháp đó. Sạc. Sạc. Em yêu sạc. Rất kinh sạc. Rất kinh sạc. Tiếng Pháp đó. Em yêu sạc. Sơ sạo. Sạc. Salamat tiếng Malay hả chị? Ừ. Salamat là cảm ơn hả Vy? Không. Salasak. Salasak là tiếng Malay đó. Dạ. Salasak bin. Đó, tiếng Malay này ạ. Dạ. Có nghĩa là gì chị? Cảm ơn anh đã đến với em ạ. Đến với em đi này. Cho nên em biết mấy thứ tiếng chị Lan. Salasak đến với em. Chị Lan biết mấy thứ tiếng. Lo phải ngồi ghế đi là phải học tiếng. Đeo me mít ổi rồi đó, biết quá trời. Trời này. Hồi nãy cho anh đó anh hỏi chị Lo là me học nhiều quá à. Trả lời. Chứ anh điện tới bút với chị đó. Mà lại. Thấy rõ là Thủy rồi. Thấy rõ cô Hà Nam ơi. Có, biết không chị dịch tên em. Dịch đi chị. Chị hỏi là tại sao mày yêu mày, tao giờ tao kiếm mày, mày yêu tao mày yêu anh sạc. Chị biết tiếng Bulgari nữa nha. Bulgari hả? Bulgari. Em hỏi chị biết tiếng Bulgari. Em mở bao giờ là đặt cái đỏ trắng. Dòng cầu. Hai mươi tám tuổi tám 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 mươi tám quay để cho anh sạc anh thấy thèm. Dạ. Cảm ơn chị Ni nha. Anh Gia Ti chứ, với anh Ghi Tân chứ. Ni đang ăn gì đó. Ghi Tân tự ý chị nhiều lắm luôn á, chị này Ghi Tân nhớ tao mày. À, bữa trên Facebook rồi nghe chị Ni nói tiếng Hoa phải không chị? Tiếng Hoa, biết tiếng Hoa. Ngồi đi.